Đây là đền mẫu Mẫu Hạ của trên cửa khẩu làng Sữa của làng Lào Cai này. Đền Mẫu Hạ đấy. Kia là bên Trung Quốc kìa. À, bên này là của mình, bên kia là Trung Quốc kìa. Thấy không? Thì giờ lễ xong đền Mẫu Hạ rồi. Đoàn chúng mình bắt đầu đi lên đền thượng nhá, lên đường thượng nhá. Đấy, về mình nhé, đoàn mình nhé. Ấy, Bình nhé, Bình nhé, Bình nhé, Bình. Quay đây xem nào, xem ăn đảnh cái này nhỉ. Ấy. Còn lễ ở đâu đó là sao? Ngay đây thôi. Bây giờ lên thượng, lên thượng. Lên thượng đã, trở lên mẫu thượng. Cô bé xin ngàn xin thay cô bé xin ngàn bầu trời cảnh vật phong nghi quang bốn mùa. Bây giờ lên thượng này, lên thượng rồi phải đưa lên sao ba đây, không muộn đấy, lên hết đi. Xin thay một thú trên ngàn bầu trời cảnh vật. Phong nghi quang bốn mùa. Bây giờ lên mẫu thượng đây. À, mẫu thượng đây, lên mẫu thượng còn leo đấy, còn leo trèo lên mẫu thượng đấy. Ê. Ê, mẫu thượng còn leo trèo đấy. Đi lên đi, lên đi để còn lên mẫu thượng, còn là mẫu thượng còn leo đấy. Ừ. Lên đi, bố rồi, bọn đấy chưa lên được cơ. Mẫu thượng chỗ có 12 giáp nhỉ? Đúng rồi. Ừ, lên đi. Lên tới chân Sapa thôi. Xin thay một thú trên ngàn bầu trời cảnh vật. Phong nghi quang bốn mùa trên bát ngát trăm hoa đua nở dưới cành cây cầm đi thú đua chơi. Cô bé trên ngàn xinh thay cô bé trên ngàn bầu trời cảnh vật phong nghi quang bốn mùa.
xin thay một thú trên ngàn bầu trời cảnh vật. Phong mi quang bốn mùa xin bát ngát trăm hoa đua nở dưới cành bầy cầm đi thú đua chơi. À ơi à ơi à. Ấy, đứng ở trên đền thượng này, đền mẫu thượng này, nhìn sang Trung Quốc ấy. Ở dưới này là 12 con giáp ấy. Kìa bên kia là Trung Quốc kìa. Đấy, bên kia là Trung Quốc kìa, cái đồi bên kia kìa. Dưới này là 12 giáp này. Kinh khủng không? Đẹp không? Nhưng mà tối quá, vào đây tối quá. Đền mẫu thượng này này. Lễ xong đền mẫu thượng rồi, bây giờ mình đi lên Sa Pa thôi. Em gọi cho ai đấy? Tối om rồi. Bây giờ lên Sa Pa thôi.